Xin chào các bạn, trên tay mình đang là hai chiếc đồng hồ nữ của Carnival. Thì sau đây Tigon sẽ giới thiệu cho các bạn. Đây là hai cái mẫu nữ có thể nói là cực kỳ đặc biệt, có kim rốn các bạn nhé. Và cái kim của nó ở giữa có màu trắng, đó là nó có thể phát sáng vào ban đêm. Thì ở những cái mẫu nữ thì trước đây họ từng hay làm đồng hồ mỏng này, hoặc đồng hồ bé này, hoặc đồng hồ pin, nhưng rất ít những cái hãng người ta làm đồng hồ cơ nhé, bởi vì cái giá thành của đồng hồ cơ nó rất là đắt. Tuy nhiên thì hôm nay thì đồng hồ Carnival sẽ khuyến mại cho các bạn một cái để các bạn dùng thử xem cái chất lượng của Carnival nó như thế nào. Đây là cái mẫu đồng hồ cơ automatic, tức là phải đeo nó mới chạy nhá các bạn nhé, và không phải thay pin. Đấy, nhìn rất là hay, và đây có thể nói đây là một cái món quà tặng thì cũng rất là đặc biệt và ý nghĩa. Bởi vì một chiếc đồng hồ này, cái giá trị sử dụng của nó rất là lâu các bạn nhé, và nó không thể hỏng hay là cũ được. Đấy. Mặt kính thì chống xước. Đấy. Đồng hồ thì không phải thay pin, vậy thì một cỗ máy như này bao giờ mới hỏng được. Đấy. Thì các bạn có thể lựa chọn, ngoài ra thì dây bên mình có thể thay dây ra được, dây này có thể cắt được các bạn nhé. Bạn nào mà thích cái màu bên này gọi là màu đờ mi, màu vàng đờ mi, màu mặt đen đờ mi, còn đây là mặt đen vỏ trắng. Thì bạn nào mà thích cái mẫu nào thì các bạn có thể comment, hoặc các bạn có thể vào website để các bạn xem thêm. Bên mình đang ở sale rất là nhiều những cái mẫu mà đợt duy nhất cái đợt này mới sale mạnh như này thôi, thì các bạn có thể vào website các bạn xem thêm nhé. Hoặc là bạn nào mà thích hai cái màu này thì các bạn hãy để lại ngay số điện thoại, địa chỉ bên dưới, bên mình sẽ ship hàng cho bạn xem xong đẹp hơn bên ngoài thì các bạn mới phải thanh toán gọi nhé. Nếu không đẹp như trong video mình hướng dẫn, mình giới thiệu, thì các bạn có thể là hoàn toàn không mất một khoản phí nào hết nhé. Cảm ơn các bạn đã đón xem.